Theo Sport, phiên bản Tây Ban Nha đưa tin, tiền đạo Neymar đang làm mọi cách để được rời PSG và quay trở về đội bóng cũ Barcelona. Cụ thể, tiền đạo người Brazil quyết định không trở lại hội quân cùng toàn đội theo lịch dự kiến vào ngày 8 tháng 7 tới, mà vẫn tiếp tục ở lại quê nhà. Trước đó, tờ Le Parisien của Pháp cũng đưa tin, PSG đã chán ngán với cách hành xử của Neymar. Ban lãnh đạo đội bóng dự định bán cầu thủ này với giá 300 triệu euro, nhưng đó là khoản tiền vượt quá khả năng chi trả của Barca. Sau đó, đội chủ sân công viên các hoàng tử tiếp tục hạ giá bán ngôi sao người Brazil xuống còn 222 triệu euro, bằng với những gì mà họ đã từng trả cho đội chủ sân Camp Nou cách đây 2 năm. Bên cạnh đó, truyền thông Pháp cũng đưa tin, PSG hoàn toàn có thể chấp nhận mức phí 120 triệu euro cộng thêm hai cầu thủ nữa của Barca. Đó có thể là Philippe Coutinho và Ivan Rakitic hoặc Ousmane Dembele. Manchester United đã công bố số áo chính thức của mùa giải mới, trong đó tân binh Daniel James sẽ tiếp quản chiếc áo số 21 mà Ander Herrera để lại. Trên thực tế, số áo 21 cũng không có quá nhiều ý nghĩa đặc biệt tại Old Trafford với những người từng mặc trước đây như Diego Forlan, Henning Berg hay Rafael da Silva. Ngay cả Dong Fang-ju và Mark Gibbon cũng từng mặc số áo này. Tuy nhiên, việc James chọn số áo 21 làm fan United nhớ về một chuyện cũ. Đó là lúc Robin van Persie chuyển từ Arsenal sang. Anh chọn số áo 20 và cuối mùa đó, Man United giành được chiếc vô địch quốc gia lần thứ 20 trong lịch sử. Rất nhiều người hâm mộ quỷ đỏ hy vọng lịch sử sẽ lặp lại và lần này sẽ là danh hiệu thứ 21 cùng với Daniel James. Đến thời điểm này, ngoài James ra thì quỷ đỏ cũng chỉ mới mang về thêm được một tân binh khác là Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Mới đây, Chelsea đã thông báo sẽ chia tay Gonzalo Higuain nhưng không nói gì tương tự với trường hợp của Mateo Kovacic, làm dấy lên khả năng tiền vệ người Croatia có thể ở lại. Như đã biết, cả Higuain và Kovacic đều đến Chelsea theo dạng cho mượn trong mùa giải trước, nhưng câu lạc bộ chỉ xác nhận không ký tiếp hợp đồng với Higuain. Bên cạnh đó là Gary Cahill, Robert Green, Eduardo và Kyle Scott. Về Higuain, thông tin cho rằng tân huấn luyện viên của Juventus, Maurizio Sarri, rất muốn tái hợp anh tại Juventus. Trong khi đó, không ai ở Tây London nói về việc chia tay với Kovacic. Thậm chí trong một đoạn phỏng vấn được đăng tải trên ứng dụng điện thoại của câu lạc bộ, phía Chelsea còn vô tình tiết lộ đã ký hợp đồng chính thức với Kovacic. Cầu thủ 25 tuổi này vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác, trong bối cảnh tuyến tiền vệ của Chelsea bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ án cấm chuyển nhượng sau sự ra đi của Eden Hazard, thì sự góp mặt của Kovacic sẽ giúp rất nhiều cho tân huấn luyện viên của Chelsea và nhiều khả năng sẽ là Frank Lampard. Phía Real Madrid cũng rất sẵn lòng tống tiền cục nợ của họ đi nếu được giá. Tân binh đầu tiên của Antonio Conte tại Inter Milan đã được xác định và đó là một trung vệ Diego Godin từ Atletico Madrid. Trong suốt những năm tháng ròng rã tại La Liga, trung vệ 33 tuổi đã chinh chiến 368 trận đấu và ghi được 21 bàn thắng. Khi mùa giải vừa rồi kết thúc, Godin lên tuyển tham dự Copa America 2019 với Uruguay. Sau khi bị loại đầy nghiệt ngã trên chấm luân lưu trước Peru, thì cuối cùng tương lai của cầu thủ 33 tuổi cũng đã được làm sáng tỏ. Đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza được xem là bến đỗ phù hợp với trung vệ người Uruguay khi anh vừa có thể tham dự Champions League, nhận mức lương lên tới 6,75 triệu euro một mùa. Như vậy, Diego Godin chính là tân binh đầu tiên của Conte sau khi vị chiến lược gia này thay thế Luciano Spalletti. Bayern Munich vừa ra thông báo xác nhận hoàn tất hợp đồng với ba cầu thủ là Benjamin Pavard, Lucas Hernandez và Jean-Philippe Arp. Cả Benjamin Pavard, Jean-Philippe Arp và Lucas Hernandez đều đạt được thỏa thuận gia nhập Bayern vào đầu năm 2019 và bây giờ bộ ba này đã chính thức cập bến hùm xám. Benjamin Pavard chuyển đến đầu quân cho Bayern từ Stuttgart. Hậu vệ người Pháp ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng số 1 nước Đức. Lucas Hernandez gia nhập Bayern Munich từ câu lạc bộ Atletico Madrid với mức phí kỷ lục 80 triệu euro và cũng ký hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trong khi đó, tiền đạo 19 tuổi người Đức Jean-Philippe Arp chuyển đến Bayern từ câu lạc bộ Hamburg. Điều đáng chú ý trong ba tân binh nói trên là bộ đôi hậu vệ Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, cả hai đã từng giành chức vô địch World Cup 2018 cùng với Pháp. Chốt lại, nhà đương kim vô địch Bundesliga đã trả khoảng 880.000 euro cho thương vụ này và Sabri Singh là cầu thủ gốc Ấn Độ đầu tiên trong lịch sử gia nhập Bayern. Tiền vệ công 20 tuổi sẽ đá cho đội dự bị của hùm xám trong mùa giải năm sau.